Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Khi chiếu theo tri thức về thiên văn mà chúng ta đã được biết, thì mặt trăng thật sự kỳ lạ, bởi vì rất nhiều số liệu của mặt trăng trùng hợp một cách dị thường, như thể là nó được thiết kế một cách tỉ mỉ và chính xác. Như hai phần trước mình đã đề cập, nếu bạn nào chưa xem hai phần trước đó, mình có để link ở dưới phần mô tả nhé. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với bí ẩn thứ 5. Có một lớp vỏ rất cứng bên trong mặt trăng. Các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết rằng các hố trên bề mặt của mặt trăng được hình thành do tác động của các thiên thạch và sao chổi. Trên trái đất cũng có một số hố do va chạm thiên thạch. Nghiên cứu cho thấy, nếu một mảnh thiên thạch có đường kính vài dặm với tốc độ 3 vạn dặm mỗi giây, có sức công phá tương đương 1 triệu tấn thuốc nổ TNT lao vào một hành tinh đặc ruột, thì độ sâu mà nó xuyên vào phải gấp 4 đến 5 lần đường kính của hố sâu nó tạo ra. Và hố thiên thạch trên trái đất đều như vậy cả. Nhưng các hố thiên thạch trên mặt trăng thật sự kỳ lạ. Tất cả các hố thiên thạch đều rất nông. Ví dụ, hố thiên thạch sâu nhất trên bề mặt mặt trăng, hay còn gọi là hố Gagarin, nó nằm ở nửa phía nam của mặt sau của mặt trăng, là một hố thiên thạch cổ đại. Nó được đặt tên theo tên của phi hành gia đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ, là Yuri Alexeyevich Gagarin. Nó có đường kính gần 265 km và độ sâu chỉ 4,8 km. Độ sâu của hố Gagarin chỉ bằng 1,8% đường kính của nó. Hơn nữa, cho dù hố thiên thạch trên mặt trăng có lớn đến đâu, thì độ sâu nhất cũng chỉ 6 km. Qua đó có thể thấy rằng, mặt trăng dường như đang khoác trên mình một lớp áo giáp rất cứng. Bí ẩn thứ 6. Từ trường thấp. Có một đặc điểm khác cũng cho thấy bên trong mặt trăng trống rỗng, đó là từ trường thấp của mặt trăng. Trong tự nhiên, các thiên thể trong vũ trụ có từ trường riêng và nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mặt trăng hầu như không có từ trường. Các nhà khoa học cho rằng từ trường trái đất bắt nguồn từ lõi trái đất. Lõi trái đất được chia thành lõi trong và lõi ngoài. Lõi bên trong là chất rắn và lõi bên ngoài là chất lỏng. Lớp vỏ chất lỏng có thể chảy nhanh và tạo ra dòng điện để tạo ra từ trường. Cường độ từ trường của trái đất nằm trong khoảng 0,35 oersted đến 0,7 oersted. Do đó, nếu một quả cầu đặc thì phải có từ trường. Mặt trăng thì lại hoàn toàn khác, theo các mẫu đá mặt trăng do tàu vũ trụ Apollo thu thập và phép đo trực tiếp từ trường trên bề mặt mặt trăng, thì từ trường xung quanh mặt trăng nhỏ hơn 1/1000 cường độ từ trường của trái đất. Nói cách khác, hầu như không có từ trường trên mặt trăng. Có thể thấy rằng, mặt trăng không có lõi bên trong như của trái đất, vì vậy theo suy đoán, bên trong của mặt trăng là trống rỗng. Bí ẩn thứ 7. Kim loại không có khả năng tồn tại trong tự nhiên. Có rất nhiều dung nham trong các hố thiên thạch trên mặt trăng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng điều kỳ lạ là những nham thạch này chứa rất nhiều nguyên tố kim loại cực kỳ hiếm trên trái đất, chẳng hạn như titan, chrome, yttrium, vân vân. Những kim loại này rất cứng, nhiệt độ cao và chống ăn mòn. Các nhà khoa học ước tính, để nấu chảy các nguyên tố kim loại này, ít nhất phải có nhiệt độ cao từ 2000 đến 3000 độ C trở lên. Tuy nhiên, mặt trăng là một hành tinh giá lạnh trong không gian, các nhà khoa học ước tính rằng không có hoạt động núi lửa nào trên mặt trăng trong ít nhất 3 tỷ năm. Vậy làm thế nào để có thể tạo ra nhiều nguyên tố kim loại đòi hỏi nhiệt độ cao như vậy trên mặt trăng? Hơn nữa, sau khi phân tích 380 kg mẫu đất mặt trăng do các phi hành gia mang về, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chúng có chứa sắt nguyên chất và titan nguyên chất, là một loại quặng kim loại nguyên chất không có trong tự nhiên. Phải chăng có sinh mệnh sống nào đó đã nấu chảy kim loại trên mặt trăng? Các phi hành gia của Apollo thực sự phát hiện ra bằng chứng về hoạt động của sinh mệnh trí tuệ cao tồn tại, hoặc ít nhất có thể nói là đã từng tồn tại trên mặt trăng. Họ đã chụp được một số hình ảnh núi hình tròn trên bề mặt mặt trăng. Rõ ràng có dấu vết của quá trình biến đổi nhân tạo trên núi hình tròn đó. Ví dụ, bên trong hố thiên thạch Goblin, ở mặt trước của mặt trăng, có một góc vuông rất ngay ngắn và mỗi cạnh dài 25 km. Đồng thời, có thể nhìn thấy các vết sửa chữa rõ ràng trên mặt đất và bức tường. Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn về mặt trăng nữa, nhưng mình sẽ đề cập trong các video khác nhé. Và trên thực tế, mọi người có thể đã khám phá ra rằng tất cả những bí ẩn này đều chỉ ra một giả thuyết rằng mặt trăng không được hình thành một cách tự nhiên trong vũ trụ.
vậy, có phải người tiền sử đã tạo ra mặt trăng? Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết, nên các bạn có thể theo dõi và đưa ra nhận định của bản thân về giả thuyết này nhé. Giả thuyết cho rằng, có thể vào thời tiền sử, khoa học kỹ thuật đã rất phát triển, vượt xa trình độ phát triển của thời hiện đại chúng ta bây giờ. Những công nghệ mà người hiện đại chúng ta cho rằng không thể tồn tại, nhưng lại rất phổ biến ở thời này. Có thể vào thời đó, con người đã phát triển khoa học kỹ thuật tạo ra mặt trăng nhằm để soi sáng bầu trời vào ban đêm. Trung tâm của mặt trăng không chỉ rỗng, mà còn chứa đầy các dụng cụ điều khiển chính xác và các bộ bánh răng chính xác khác nhau. Độ chính xác của máy móc còn cao hơn nhiều so với công nghệ thời hiện đại của chúng ta. Những máy móc này có thể duy trì mặt trăng quay quanh trái đất một cách ổn định, sử dụng một nguồn năng lượng mật độ cực cao để duy trì chuyển động quay và tự quay của mặt trăng. Vì vậy nó có thể duy trì chuyển động quay của mặt trăng mà cho đến ngày nay vẫn không dừng lại. Khi đó, mặt trước của mặt trăng được đánh bóng hoàn toàn, vào ban đêm nhìn rất sáng, một số thiết bị điều khiển được đặt ở mặt sau. Vì vậy, người ta thiết kế mặt trước luôn hướng về trái đất, còn mặt sau thì không bao giờ nhìn thấy trái đất. Sau khi lắp ráp bộ khung của mặt trăng trên trái đất, người tiền sử đã nạp năng lượng cho những thiết bị máy móc có chứa một thứ giống như tinh thể, nhưng tinh khiết hơn rất nhiều, không có tạp chất. Họ tăng cường năng lượng cho những tinh thể này và làm cho bộ khung của mặt trăng khổng lồ này bay lên, nhập vào quỹ đạo. Sau đó, công việc lắp ráp tiếp theo được thực hiện trên quỹ đạo. Họ thiết lập một hệ thống giàn giáo khổng lồ và vô số phi thuyền với công nghệ tiên tiến bay qua bay lại giữa trái đất và mặt trăng này. Những chiếc phi thuyền nhỏ này có thể chứa một hoặc hai phi hành gia làm việc cả ngày đêm không ngừng nghỉ, một cảnh tượng vô cùng sống động. Nghe qua có vẻ như là một điều viển vông, nhưng hiện nay các giả thuyết phổ biến về nguồn gốc của mặt trăng đều khá trùng khớp với nó. Qua giả thuyết này, chúng ta có thể nói mặt trăng được tạo ra bởi con người tiền sử với công nghệ cực kỳ cao. Ban đầu nó là một quả cầu rỗng làm bằng kim loại nhân tạo cứng với đường kính nhỏ hơn bây giờ. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, có thể là hàng tỷ năm, tất cả các loại bụi trong vũ trụ dần dần tích tụ trên bề mặt của quả cầu, tạo thành mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ. Qua những bí ẩn trên, chúng ta có thể đưa ra một số giả thuyết được cho là phù hợp nhất. Tất nhiên việc nó đúng hay không sẽ cần phải có bằng chứng thực nghiệm, ví dụ như khoan sâu xuống dưới lớp bề mặt mặt trăng chẳng hạn. Có thể với các nghiên cứu mới trong tương lai không xa, chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn này của mặt trăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!